áp lực vớ vẩn dẹp đi, và áp lực chính thống, áp lực tốt, chúng ta hãy xông vào. Ôi các bạn ơi, nhiều khi chúng ta mệt mỏi lắm, áp lực từ nhà trường, áp lực từ bạn bè, áp lực từ cha mẹ, áp lực từ xã hội, nhiều áp lực quá, mệt mỏi quá. Thật sự ra không phải đâu các bạn ạ. Mình mà sống mà không có áp lực chắc là mình buồn lắm đấy. Thế nhưng mà phải công nhận là nó có những cái áp lực nó rất chính đáng và những cái áp lực nó không chính đáng. Thí dụ như là áp lực từ cha mẹ đó thì nó cũng chính đáng một phần thôi. Thế rồi cái áp lực từ bạn bè thì nó trêu chọc nhau thôi, thầy cũng không gọi thế là áp lực. Thế thì cái gì là áp lực? Thật sự là cái áp lực mà tốt nhất là nó đòi hỏi một cái nội lực của mình, cái trí tuệ của mình phải xuất phát lên. Thì cái đó là mình phải đón nhận nó như là một cái tin vui. Chứ còn tất cả những cái áp lực mà phù phiếm ấy, thì mình quên nó đi, mình không cần nó. Thế thành thử ra là cái câu chuyện của mình nó đơn giản thôi. Tất cả những gì phù phiếm thì mình dẹp nó đi, mình không cần, mình bất cần. Còn những cái áp lực mà tạm gọi là áp lực thật là chính thống, là những cái áp lực mà nó tạo nên cho chúng ta cái sức mạnh của nội lực, cái sức mạnh của trí tuệ, thì cái đó là chúng ta lại càng phải xông vào để mà càng chịu đựng cái áp lực càng nhiều thì chúng ta sẽ càng giỏi. Thế thì các bạn nhớ nhé, hãy chia ra làm hai, áp lực vớ vẩn dẹp đi và áp lực chính thống, áp lực tốt, chúng ta hãy xông vào.